Cận cảnh nơi an táng nghệ sĩ Vũ Linh, phần mộ đắt nhất hơn 300 triệu đồng. Lễ tang của ông Hoàng Cải Lương sẽ diễn ra tại nhà riêng, sau đó linh cữu của nghệ sĩ được an táng tại nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh trút hơi thở cuối cùng vào trưa ngày 5 tháng 3 sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật, hưởng thọ 65 tuổi. Bạn bè, đồng nghiệp và khán giả bày tỏ tiếc thương nghệ sĩ gạo cội thuộc thế hệ vàng của nghệ thuật cải lương Việt Nam. Theo cáo phó, nghi thức tẩm liệm diễn ra vào tối cùng ngày tại nhà riêng của nghệ sĩ ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Lễ nhập quan diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 6 tháng 3, động quan lúc 11 giờ. Sau 3 ngày, tổ chức tang lễ linh cữu của nghệ sĩ sẽ được an táng tại nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương. Phần mộ của Vũ Linh sẽ nằm gần ngôi mộ của cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ. Sự ra đi của nghệ sĩ Vũ Linh để lại nhiều sự xót thương đối với bạn bè đồng nghiệp. Nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, Viện Hương, Thành Lộc đã gửi lời chia buồn đến gia đình và bồi hồi nhớ lại nhiều khoảnh khắc các nghệ sĩ cùng đứng chung sân khấu với ông Hoàng Cải Lương. Là một người em, một người đồng nghiệp thân thiết, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ xót xa khi Vũ Linh qua đời. Cô nghẹn ngào cho biết, vĩnh biệt anh Năm, người anh thương yêu nhất của em. Từ nay anh chị em nghệ sĩ và người hâm mộ đã mất đi một người nghệ sĩ tài hoa, một người anh cả của cải lương Hồ Quảng, luôn tâm huyết và khao khát chỉ dạy nghề cho đàn em, đàn cháu. Một tượng đài của ngành sân khấu cải lương, xót xa lắm anh ơi, trong lúc này lòng em thật sự rối bời, có rất nhiều lời muốn nói với anh, nhưng em không thể nói ra hết. Nguyện cầu anh bình yên, thanh thản về với tổ nghề, nguyện đất A-di-đà đưa hương lên anh, sớm về miền cực lạc. Anh luôn là người anh mà em yêu thương kính trọng nhất, Thoại Mỹ mãi mãi vẫn là cô em gái nhỏ của anh, nhà anh Năm. Trấn Thành cũng gửi lời tiễn biệt tới người tiền bối, anh viết, vẫy tay chào tiễn biệt người nghệ sĩ tài hoa của sân khấu cải lương, anh sẽ mãi trong tim những người yêu vọng cổ, anh nghỉ ngơi nhé. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh sinh năm 1958 tại thành phố Hồ Chí Minh, nhờ ngoại hình hào hoa phong nhã, cùng giọng hát ngọt ngào, ông đã chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả. Ở thời kỳ đỉnh cao, tên tuổi của ông gắn với vở cải lương nổi tiếng như Hòn Vọng Phu, Dụ Áo Bụi Đời, Bức Ngôn Đồ Đại Việt, Cô Đào Hát, Lương Sơn Bả Chúc Anh Đài. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là một trong ba ngôi sao được mệnh danh là ông Hoàng Cải Lương Việt Nam, cùng với nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long và nghệ sĩ nhân dân Minh Vương. Từng được mệnh danh là ông Hoàng Cải Lương nên ở thời kỳ Hoàng Kim, ông là cái tên được khán giả khắp nơi săn đón. Vũ Linh từng yêu và tính đến chuyện kết hôn với nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm, nhưng rồi họ lại chia tay trong im lặng. Đến cuối cùng, nghệ sĩ Vũ Linh vẫn chọn cuộc sống độc thân. Từ năm 2019, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ngừng đi diễn do không có đủ sức khỏe. Ngoài bệnh đường ruột kéo dài lâu năm, ông còn mắc vấn đề cột sống, không thể đứng thường xuyên hay biểu diễn vũ đạo. Nam nghệ sĩ từng trải qua một cơn bạo bệnh, nhưng may mắn qua khỏi. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương với nhiều khán giả.